Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật bạn về dự án đào cái đồng OEX ở trên nền tảng là OpenEX mà mình đang đào Europe ngay trên cái app Satoshi, app của là dự án CoinDAO trước đây. Và trong những ngày vừa qua thì mình cũng bận khá nhiều công việc gia đình và chưa có thời gian để mà cập nhật cho bạn về một số những cái dự án cũ mà mình đang đào mining những cái đồng coin dự án. Và thứ hai thì cũng có một số dự án mới nhưng mà mình bận thì mình chưa ra video được, cũng thể là ít nữa mình rảnh thì bắt đầu mình lại cập nhật thường xuyên cho bạn về những cái dự án mới và những cái dự án cũ. Còn trong nội dung này thì mình cập nhật cho bạn một số cái tin quan trọng về cái thêm contract của cái đồng OEX, contract cái mainnet của dự án. Dự án thông báo là trong những cái ngày mà gần đây thì dự án cũng là một cái blockchain mà đang phát triển khá mạnh và rất nhiều cái dự án khác thì họ sẽ scam và họ sẽ nhái cái thương hiệu là một và họ sẽ nhái cái token là hai, nên là dự án OS này thì họ chính thức là phát hành cái contract để cho mình thêm một ví để mà mình nhận biết được là contract chính thức của dự án và những cái contract nào không phải của dự án thì mình không thêm vào ví, vì nếu mình thêm nhầm những cái mã hợp đồng thông minh của những cái nền tảng scam ấy thì sau này mình rút cái đồng OS này về, dự án scam họ sẽ là hack hết những cái đồng coin chính của mình. Nên là trong nội dung này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là thêm cái contract chính thức của OS này vào ví MetaMask hay là những cái ví mà các bạn đang tham gia thì mình khởi chạy testnet, và sau này thì cái ví đấy để các bạn liên kết vào cái app Satoshi để rút đồng OEX. Và trước tiên thì mình sẽ lên cái trang chính của dự án nhé. Các bạn nhớ cho mình là bây giờ thì rất nhiều cái trang cũng lấy thương hiệu là OpenEX này nhưng mà nó không phải là trang chính thức của dự án, thì đôi khi các bạn lấy những cái dữ liệu ở trên đấy thì có thể là những cái dữ liệu scam không phải chính của dự án. Đôi khi mình có thêm những cái mã thông báo mà không phải chính thức thì có thể dẫn đến việc ví mình họ sẽ hack nhé. Nên là mình chỉ là cập nhật những cái tin nào chính thức của là dự án và những cái contract chính thức của dự án cung cấp thì lúc đấy mình mới thêm một ví nhé. Và như vậy thì cách đây là 13 giờ trước, bên phía dự án họ có một cái bài thông báo cho cộng đồng mình biết là họ đã ra cái hợp đồng thông minh mainnet của dự án và cho cộng đồng có thể thêm cái mã thông báo contract của là OEX này vào ví để tránh trường hợp nếu mình mà thêm nhầm những cái dự án mà họ cung cấp mã hợp đồng thông minh scam ấy, nếu mình thêm vào thì mình sẽ bị dự án đấy họ sẽ hack mất cái ví của mình nhé. Nên ở đây thì mình sẽ thêm cái contract mà chính thức bên phía dự án OpenEX này, dự án cung cấp thì họ có viết là khi mainnet TZE đến gần, số lượng token lừa đảo đã tăng lên. Chúng tôi đã triển khai hợp đồng token OEX chính thức trên CoinChain. Hãy đảm bảo xác minh địa chỉ để tránh lừa đảo. Thì ở đây dự án cung cấp cho mình một cái đường link là scan CoinDAO. Mình có thể bấm vào cái đường liên kết này để mình lấy cái hợp đồng thông minh dự án. Và cái cung cấp tổng cung tối đa dự án thì có sẽ là 10 tỷ cái đồng là OEX. Thì bên dưới ấy, cung cấp cho mình cái contract của dự án nhé. Thứ nhất thì cái ví mà holder, cái ví mà holder của dự án thì đang là có 7 cái địa chỉ ví đang nắm giữ cái đồng OEX của dự án, và cái chuyển khoản này đang có là 6 địa chỉ ví đang là nắm giữ. Thì đây có thể là những cái ví của là cái đội ngũ phát triển dự án họ đang nắm giữ hợp đồng thông minh và quản lý cái token là OEX. Và để thêm cái contract này thì thứ nhất mình sẽ để ngay cái contract này ở bên dưới phần mô tả cho các bạn copy. Các bạn có thể bấm vào cái chỗ này thì các bạn nhìn thấy chỗ nó báo cho mình biết là mở cái trang CoinScan nhé, hoặc là mình sao chép văn bản nhé. Nếu mình bấm vào cái đường link này thì nó vẫn quay lại, bấm vào đây thì nó vẫn quay lại cái đường link chính này. Còn nếu mình bấm vào chỗ là sao chép văn bản này thì mình sẽ sao chép cái contract của nó. Như vậy ở đây mình sẽ bấm là sao chép văn bản này thì các bạn nhìn thấy là mình đã sao chép cái contract của dự án này. Cái này thì các bạn có thể thêm vào cái ví MetaMask hoặc là ví Web3 của là OKX hay là ví cái ví Bitget nhé. Đây thì mình sẽ thêm cái mã thông báo của là OEX này trên cái ví là MetaMask với cái mạng là CoinChain, vì dự án OpenX này thì họ đang chạy trên cái blockchain của là CoinDAO. Nếu như bạn nào đấy mà mình chưa thêm cái mạng Coin vào ví thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về cách mình thêm vào ví. Còn nếu như bạn nào mình đã có cái mạng là CoinDAO ở trên ví MetaMask hoặc là trên ví Bitget hay là ví Chart hay là ví Web3 của là OKX
thì các bạn sẽ mở ví lên và các bạn sẽ bấm một chỗ là thêm token nhé. Ở ví nào thì cũng đều có cái mục là thêm token. Thì khi mình bấm vào đây, nó sẽ hiện một cái phần để cho mình sẽ dán cái con check vừa copy. Thì các bạn sẽ dán và mình paste cái con check vào đây. Các bạn kéo lên một chút, bạn chỉ cần chấm nhẹ tay đây là tự động nó hiện là token OEX và số thập phân. Thì cái bước này các bạn bấm chỗ là nhập này để mình sẽ thêm cái đồng OEX này vào ví. Như vậy mình đã thêm thành công nhé. Mình đã thêm thành công cái đồng OEX và nó báo là OpenX Network Token OEX. Mình đã thêm vào ví. Nếu như bạn nào mình đang dùng ví phụ, có nghĩa là trên một ví MetaMask, mà các bạn đang cài nhiều ví, muốn thêm ví khác để sau này mình liên kết ví phụ vào cái ví, vào cái app Satoshi, thì các bạn cũng bấm vào cái phần này để mình sẽ đổi sang, mình sẽ chuyển sang cái ví phụ nhé. Thì chẳng hạn đây là cái mục ví phụ mình này, nó chưa có mã thông báo OEX, thì mình bấm vào chỗ thêm token, mình cũng dán mã thông báo ở đây, và các bạn bấm vào chỗ nhập bên dưới này để mà mình sẽ thêm, bấm vào đây mình thêm cái đồng là OEX vào ví. Rồi như vậy mình đã thêm cả trên ví phụ của mình cái đồng OEX. Còn tiếp theo là bạn nào mình chưa có cái mạng là có đao lại ở trên ví đấy, thì yêu cầu là mình phải có mạng co để mình thêm cái đồng là OEX. Như vậy thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái bước là hướng dẫn bạn là thêm cái mạng co vào ví nhé. Thứ nhất ấy, cái trang này là cái trang là co scan, có nghĩa là cái dự án co đao thì bạn biết rồi là dự án co đao nó đều có cái trang là co scan, giống như là BSC scan hay là trang Ethereum scan. Thì bên dưới này nó đều có cái phần để cho mình nhìn thấy là thêm cái mạng co network vào ví. Nếu như bạn nào mình chưa biết cách để lấy cái trang co scan thì ngay ở trên cái trang open x này thì họ cũng vừa cho mình cái mã thông báo, thì chính cái đường link này nó đưa mình sang cái trang co scan dự án, hoặc là mình sẽ lên cái trang Twitter mình ghi chữ là co nhé. Và các bạn nhớ là cái đường link là co scan này để mà thêm mạng co vào ví thì mình cũng sẽ để ngay bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận của video. Ở trên cái trang Twitter mạng co này thì mình sẽ bấm vào chỗ là co đao này để mà nó mở lên một cái liên kết. Và đây cái liên kết chính, trang chính của dự án và cả cái hệ sinh thái của là validation của là dự án. Và để thêm cái con check của dự án ấy thì các bạn làm đúng như mình thì bạn lấy được. Và con check cái hợp đồng thông minh cũng như là cái mạng co này thì mình đều để bên dưới phần ở mô tả để cho bạn lấy nhé. Bạn chỉ cần copy cái liên kết mình để bên dưới phần ở mô tả là bạn thêm cái mạng co vào ví. Ở đây nó hiện chữ là co network vào ví. Và trên Twitter này thì các bạn không thể nào mình thêm được đâu. Ở đây mình bấm mục là ba gạch này, sao chép liên kết này, và mình sẽ dán vào một cái chôm nhé. Thì đối với cái liên kết này các bạn nhớ là mình để ngay bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận của là video, mình sẽ ghi rõ là thêm mạng co vào ví. Và thứ hai nữa là cái liên kết là mình ghi là thêm con check OEX vào ví. Thì như vậy nếu bạn nào mình chưa có cái mạng là co đao ở trên ví ấy, thì các bạn sẽ lấy liên kết này, khi mà các bạn bấm ấy, thì chắc chắn là yêu cầu mở qua một cái chôm hay là cốc cốc hay là cái trình duyệt mặc định trên điện thoại của các bạn đấy. Và trên máy tính ấy, các bạn kéo lên hết trang, các bạn nhìn thấy cái nút là thêm tự động vào ví. Khi mà các bạn bấm đây là mình thêm vào ví. Còn ở trên điện thoại thì đang ở trên cái chôm nhé. Các bạn nhìn thấy mình đang để trên chôm này. Thì khi mình bấm nó không phản hồi ấy, các bạn sẽ copy cho mình cái liên kết nhé. Thì ở trên điện thoại các bạn nhìn thấy mục là ba gạch trên đầu này. Khi mà các bạn bấm vào đây, mình sẽ nhìn thấy cái mục là sao chép liên kết. Đây cái mục là chia sẻ, đây các bạn bấm đây một cái thì mình sẽ nhìn thấy chỗ là sao chép liên kết. Ở đây là cái liên kết, các bạn bấm đây thì mình copy. Bây giờ quay về cái ví chớp hay là ví MetaMask mà bạn nào muốn thêm mạng co như ở đây thì mình cũng khuyên là các bạn nên dùng ví MetaMask hoặc là ví Web3 của là BitGate hay là OKX nhé. Vì cái ví MetaMask là nó đồng bộ hóa tốt nhất, còn ví chớp thì đôi khi nó chưa hỗ trợ, nó ổn định về cách mình thêm những cái mạng lưới khác đâu. Như vậy ở đây ấy, các bạn nào mình chưa có mạng co, các bạn làm đúng như mình thì các bạn thêm được mạng co vào ví nhé. Chẳng hạn bây giờ mình chưa mạng co ấy, thì đăng nhập vào ví MetaMask, các bạn nhìn thấy cái mục là trình duyệt bên dưới này, nó có một cái mục như kiểu là la bàn ấy. Các bạn bấm vào đây một cái để mà nó mở lên một cái đi app của là ví. Thì cái mục đi app này các bạn sẽ dán cho mình cái con check vào ví nhé. Đây ở đây mình rất nhiều cái đi app mình đã mở trước nên là mình sẽ bấm dấu cộng ở đây để mình thêm một
một cái tab mới, nó như kiểu là mình thêm trên Chrome hay cốc cái tab mới đấy. Ở đây sẽ xuất hiện một cái mục cho mình dán đây. Thì cái đường link website của lacodao.org này mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả đấy. Các bạn copy và các bạn dán vào cái đi app trên ví. Các bạn bấm vào đi để mà nó mở lên cái trang chính dự án Core. Thì ở đây các bạn kéo lên này, các bạn kéo lên hết, các bạn nhìn thấy cái mục là Core Network. Thì đây chính là cái mục để cho mình thêm tự động mạng Core trên vào ví. Các bạn bấm đây một cái. Thì ở đây mình đã thêm rồi nên là nó báo là cái ví của mình đã thêm mạng Core. Còn nếu như mà các bạn chưa thêm thì tự động nó sẽ yêu cầu mình là xác minh cái việc là mình thêm cái mạng Core vào ví. Và sau khi các bạn thêm một mạng Core vào ví thì ở bên trên này nó sẽ hiện cái mạng Core. Thì lúc đấy các bạn chỉ cần là copy cái contract của là OEX và bấm ở chỗ là nhập token này để mình dán contract vào, thì các bạn đã thêm cái đồng Core ở trên cái ví MetaMask với cái mạng là CoreDAO. Còn cái cách mà chuyển mạng, chẳng hạn mình đang ở trên mạng Core này mà các bạn đang muốn chuyển sang một cái mạng khác như là mạng Ethereum này, thì các bạn bấm đây mình đổi sang mạng khác. Hoặc là để mà quay lại mạng Core thì các bạn bấm ở chỗ mạng Core đây để mà mình sẽ đổi lại về cái mạng là mạng Core. Rồi như vậy thì cái cách mình thêm mạng Core và thêm cái contract của là OEX ở trên ví MetaMask thì các bạn biết rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái ví BitGet. Nếu các bạn nào mình muốn là thêm mạng Core hoặc là cái token của là OEX trên ví BitGet nhé. Thì trên ví BitGet này chẳng hạn các bạn đã nhìn thấy là mình đang đây là cái ví của mình nhé. Thì bây giờ mình muốn là thêm mạng Core thì các bạn nhìn thấy cái mục là khám phá này. Ở cái mục khám phá thì đây chính là cái đỉ app để cho mình dán liên kết, thì vẫn cái liên kết của là cordao.org để các bạn dán. Các bạn bấm vào đây, mình bấm vào nhập này để nó mở lên cái phần trang chính của là dự án Core. Các bạn kéo lên hết trang cho mình nhé. Kéo lên hết trang thì các bạn cũng nhìn thấy cái phần là thêm cái mạng Core vào ví. Thì đây là cái mục để cho các bạn thêm tự động. Các bạn sẽ bấm vào cái mục này, bấm vào thêm này. Ở đây thì yêu cầu mình sẽ phải là nhập mật khẩu, thì các bạn nhập mật khẩu là ví và bấm vào kết nối ở đây. Như vậy thì mình đã thêm cái mạng Core trên ví BitGet nhé. Các bạn nhìn thấy bên trên đây này, nó sẽ có cái mục là hiện cái mạng lưới. Khi mà trên ví BitGet các bạn bấm đây thì nó cho mình tìm kiếm những cái mạng đây. Nếu mình muốn là để những cái mạng độc lập, chẳng hạn là Arbitrum thì nó hiện Arbitrum. Còn mình để vào chỗ là tất cả này thì có bao nhiêu mạng lưới, nó sẽ hiện đây cả cái mạng là Core. Và mình muốn để nguyên mạng Core thì các bạn bấm đây, mình sẽ chọn sang cái mạng là Core trên ở đây. Như vậy để có cái mã thông báo OS, cái contract ấy, thì bây giờ mình sẽ là copy lại cái contract nhé. Mình sẽ lên cái trang Twitter dự án. Ở đây mình sẽ mở cái trang OpenX này. Thì quay lại cái bài viết mà dự án cho mình cái contract. Mình sẽ bấm vào đây. Nó sẽ đưa mình sang cái trang CoreScan. Và các bạn bấm vào đây. Mình bấm vào chỗ sao chép văn bản. Và bấm vào chép ở đây. Quay lại cái ví BitGet này, mình bấm vào thêm token. Ở đây thì mình sẽ để cái mạng Core, có nghĩa là mình sẽ thêm cái mạng Core nhé. Mình dán contract vào đây. Bấm vào chỗ ô tìm kiếm bên dưới. Các bạn bấm vào cái ô tìm kiếm, nó báo là không tìm thấy thêm thủ công. Thì mình bấm vào đây. Và mình đang để cái mạng Core và mình sẽ dán cái hợp đồng với copy vào đây. Dán này. Các bạn bấm vào hoàn tất ở đây và bấm vào xác nhận đây. Bấm vào thêm này. Đó, như vậy quay lại ví nhé. Các bạn quay lại ví thì các bạn đã nhìn thấy là mình đã thêm một cái đồng OEX vào cái ví BitGet trên mạng Core. Và nó chưa niêm yết, chưa mainnet nên là nó báo là chưa niêm yết. Có nghĩa cái đồng OEX này chưa có thanh khoản để mà niêm yết nhé. Và như vậy để mà dễ hiểu cho bạn nào mình lần đầu trải nghiệm ví, thì thứ nhất để mà thêm một cái mạng thông báo của là OEX này thì các bạn phải có cái mạng CoreDAO trước, vì nó chạy trên cái blockchain của là CoreDAO. Và sau khi mình đã thêm được cái mạng Core vào ví thì lúc đấy các bạn mới copy cái contract của là OEX và bấm ở chỗ là thêm token để mình thêm cái đồng Core vào ví ở trên cái mạng là CoreDAO. Thì cái cách mà thêm cái mạng Core vào ví thì mình cũng đã hướng dẫn rất là chi tiết. Và cái cách thêm cái mã thông báo contract của là OEX này thì mình cũng đã được hướng dẫn cho bạn cả trên cái ví BitGet và trên cái ví là MetaMask của hai nền tảng ví. Thì các bạn cứ làm đúng như vậy là được. Và đến cái ngày là 13 tháng 4 thì lúc đấy dự án sẽ cho mình liên kết mã ví vào ngay trên cái app Satoshi. Có nghĩa là cái app mình đào cái đồng là OEX này thì lúc đấy mình bấm cái mục là ví ở đây và tìm kiếm đến cái đồng là OEX. Và ở đây sẽ hiện một cái phần
để cho mình là xác minh mã ví, thì lúc đấy mình sẽ xác minh liên kết mã ví để mà giúp cái mã thông báo OEX. Và đến ngày 13 tháng 4 thì dự án mở liên kết thì mình cũng sẽ ra video mình hướng dẫn chi tiết cho bạn về cách mình liên kết mã ví vào cái app Satoshi để mà rút cái đồng là OX. Và gần đây thì dự án Cordao thì họ cũng đang phát triển hệ sinh thái và tăng trưởng khá là mạnh, cũng thể là cái việc mà dự án tăng trưởng này thì cũng thuận lợi khá nhiều cho cái dự án OpenX khi mà họ mainnet mà niêm yết ấy, thì nó chạy trên cái blockchain của là Cordao này, thì nó cũng khá là tốt khi mà dự án Core họ đang phát triển và cái giá của đồng Core nó cũng tăng trưởng khá là mạnh. Chỉ có mấy ngày mà đang từ là 0.06 mà nó lên có lúc là 4.4 đô cho một đồng coin nhé. Còn bây giờ đang đi ở cái mục sideways là 3.1 đến là 3.2 đô cho một cái đồng coin. Và như vậy trong nội dung thì mình đã hướng dẫn bạn chi tiết cái cách mình thêm mã ví của là OEX vào ví để ít nữa mình sẽ liên kết vào app Satoshi. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video hướng dẫn, mình cũng xin là dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.